hướng dẫn nấu lẩu hải sản đi anh. À, ok em, hôm nay anh sẽ làm cho em xem nhé. Nhắc tới lẩu mới nhớ là hôm giờ Hoshi quên hướng dẫn cho cả nhà một công thức lẩu nào đó. Để mà lâu lâu trời mưa hay là sum họp gia đình cuối tuần, thành viên của gia đình Hoshi sẽ có thể tự nấu được một nồi lẩu thật là ngon và đơn giản. Đúng không cả nhà? Đầu tiên thì các bạn phi vàng hành tím cùng với gừng cắt sợi như thế này. Sau đó mình dùng đũa đảo đều rồi cho vào đó là 2 lít nước. Nhớ là cho đúng 2 lít nước cho Hoshi nha. Biết để chi không? Để lát nữa tới khâu nêm nếm á, các bạn cứ nêm y chang như Hoshi hướng dẫn là xong. Ok, bây giờ Hoshi sẽ nêm vào đó là 2 muỗng hạt nêm. Bữa trước các bạn bình luận hỏi Hoshi có dạy bếp Nhật không? Hoshi có dạy nha. Một chút xíu bột ngọt và một muỗng muối nha. Đó, như vậy là nước lẩu bao ngon nha. Thêm một chút xíu tiêu sò xay nhuyễn nữa cho thơm nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ tới bước 2 ha. Rau và nấm thì cả nhà chuẩn bị một đĩa thiệt là to ăn cho đã. Lát nữa Hoshi sẽ để toàn bộ công thức đi chợ ở cuối clip cho cả nhà nè. Bước 2 thì cả nhà sơ chế hải sản và cắt thái ra như Hoshi hướng dẫn nha. Mực thì mình cắt khoanh khoanh như thế này nè, để lát nữa nhúng lẩu ăn cho đã. Còn tới phần tôm thì cả nhà sẽ cắt phần rau và đuôi như Hoshi hướng dẫn nha. Đó, hiểu ha. Tới phần rau thì cả nhà rửa cho sạch rồi cắt gốc như Hoshi hướng dẫn thôi. Tới phần cải thảo thì cả nhà cắt riêng phần ngọn ra như thế này, để khi cho rau vào lẩu thì mình sẽ cho phần ngọn vào sau nha. Hôm giờ Hoshi cũng khá là bận nhiều công việc cho nên là không có ra đều clip được cho cả nhà xem. Cho nên là sắp tới đây Hoshi sẽ tranh thủ, thật là tranh thủ ra nhiều clip hơn cho cả nhà xem nha. Các bạn sẽ cho cà rốt vào nấu trước, sau đó là cho nấm đông cô vào, hay còn được gọi là nấm hương đó. Hoshi thấy có rất là nhiều bạn hiểu lầm về nấm đông cô và nấm hương nha. Thì thật ra hai cái loại này là một. Mình sẽ lần lượt cho nấm đùi gà và tôm vào trước. Tôm thì cả nhà đi chợ mua tầm 10 con, mực thì khoảng một chén như thế này. Ok, sau đó mình sẽ khuấy đều lên và chờ sôi sôi nước lên một chút. Sau đó cả nhà sẽ thả nghêu vào cho nó bơi nha. Tiếp theo là cả nhà cho hành lá vào khuấy đều lên. À, mà nghêu thì khoảng 20-25 con nha các bạn nha. Tiếp tục thì mình sẽ cho nấm linh chi vào. Nấm linh chi thì mua về các bạn cắt bỏ gốc đi nha. Rồi sau đó là tới cải thìa, rồi nấm kim châm. Nói chung là sẽ cho hết tất cả các loại rau vào đó. Nhưng mà chẳng qua là Hoshi hướng dẫn sao cho cả nhà trang trí cho nồi lẩu của chúng ta thêm xinh đậm thôi. Tại vì thông thường là cả nhà sẽ bắt một cái bếp ga mini lên, rồi sau đó là sẽ nhúng rau tới đâu ăn tới đó. Còn Hoshi là nấu cái nồi lẩu này ăn có một mình nè. Cho nên là nấu lần luôn ăn cho đã nha. Dớt dớt mấy cái nghêu lên cho đẹp nè. Sau đó thả vào đó là vài lát ớt sừng. Đó, vậy là xong rồi đó cả nhà. Vậy là bây giờ các bạn đã biết nấu một nồi lẩu thật là ngon rồi đúng không? Bây giờ Hoshi sẽ gắp ra vài miếng và ăn thưởng thức cho các bạn xem nha. Thơm quá thơm luôn. Vậy mà không có ai ăn ké hết trơn. Gắp thêm miếng rau tầng ngô nữa nè. Gắp thêm vài con nghêu thêm vào chén, cùng với miếng nấm hương nữa. Nồi lẩu này cả nhà ăn được 4-5 người nha. Bạn nào mà có sở thích ăn bún hay là mì gì cũng được, nhưng mà nếu ăn mì thì cả nhà nhớ trụng mì qua nước sôi nha. Ok nè. Bây giờ thì Hoshi ăn không vậy thôi, chứ không có tiền mua bún với mì cho nên là ăn hải sản không thôi. Ngon quá. Đi chợ mua đồ làm ngay một nồi đổi gió thôi. Ngọt ghê á. Hôm trước Hoshi thấy rất là nhiều bạn bình luận muốn học nghề đầu bếp Nhật chuyên nghiệp thì cứ nhắn tin cho Hoshi nha. Hấp thêm miếng nước và làm thêm miếng nấm nữa nè. À mà thôi, bưng lên luôn cho lẹ. Ủa sao lần này lo ăn không mà không chúc ai thành công vậy anh? À quên, chúc các bạn thành công nha. Công thức đi chợ và nêm lẩu Hoshi để đây cho cả nhà nha. Đừng quên like, chia sẻ và bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha.